với mẹ nó mất hết rồi, còn đây là hai người dì nuôi. Giờ nó bị tai nạn vậy đó, người bây giờ là bệnh viện trả về, thì giờ đem nó về nhà. Dạ, lời nói đầu tiên Hận mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Hội Thiện Nguyện PDS. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 2022, trở lại với chuyến xe của Hội Thiện Nguyện PDS. Hôm nay thì sự đồng hành hôm nay là con Hoài Hận và em Thảo, thường gọi là Bắc Giới trong kênh Tám Sang Nhiều Chuyện. Hai anh em đồng hành cho chuyến xe 05. Cũng như là cái câu chuyện và cái hoàn cảnh này như thế nào thì con xin chia sẻ một chút sơ về cái vấn đề câu chuyện hôm nay tụi con hỗ trợ. Thì hữu duyên tới Hội Thiện Nguyện PDS á, thì tụi con cần có những cái giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, sổ cận nghèo, đặc biệt hơn nữa nếu như là có sổ hộ nghèo thì càng tốt. Trong cuộc sống của chúng ta đều nghèo khổ khó khăn, không ai mong muốn, nhưng mà mỗi cái câu chuyện, mỗi hoàn cảnh mà xã hội là như thế. Rồi hôm nay là được biết là một người không may hữu duyên tới hội là do công an việc làm ở tỉnh ở xa, nên là Bình Dương sống và làm việc, thì không may đã bị tai nạn giao thông. Thì nghe đâu đó thì bác sĩ cũng bó tay trả về, thì câu chuyện như thế nào ra sao thì Hận xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng Hận và Thảo nha, để tìm hiểu cái câu chuyện nó như thế nào. Dạ thì sau một hồi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới bệnh viện 512 giường, em tới cổng bệnh viện rồi nè anh cầm giấy ra đón xe vô cái anh. Cầm giấy ra cổng, ra cổng. Đúng rồi, cầm giấy ra cổng xuất hiện đón xe vô mới vô được nha. Dạ. Ok. Thì bây giờ tụi con cũng đã tới bệnh viện rồi. Thì chỉ còn chờ người nhà cầm cái giấy xuất viện trên tay ra thì tụi con sẽ vào đón bệnh thôi cả nhà. Tạm thời đậu ngoài xíu. Dạ thì bây giờ người nhà cũng cầm cái giấy xuất viện trên tay và để đưa cho bảo vệ để giao cổng mình đón bệnh cho đúng theo cái thủ tục cũng như cái nội quy của bệnh viện. Bây giờ tụi con chạy ra cổng phía sau để đón bệnh. Đây là bạn, bạn của bệnh nhân. Bạn nè. Không có người nhà, không có anh chị em gì hết, có một mình vậy. Không có người nhà, không có anh chị em. Đúng rồi. Chỉ có cô hay gì đó ở nuôi rồi, ba mẹ thì mất lâu rồi. Nói chung là thân cô thế cô, chỉ có một mình. Đây là bạn đứng ra lo luôn. Bạn đi áo đen đi phía trước mặt tất cả mọi người. Thưa cả nhà, hiện tại thì Bắc Giới cũng đang đẩy băng ca xuống vì ở bệnh viện có cái nội quy riêng của bệnh viện, thì tụi con cũng không thể nào mà xuống ghi hình, thì cũng như là chia sẻ nó rõ hơn, thì mong cả nhà mình cũng thông cảm. Giờ thì em đẩy băng ca lên để đưa cái bệnh nhân về quê. Giờ thì thưa các chợ cô chú, hiện tại Bác Giới cũng đã đẩy ra, thì với cái sức khỏe thì hiện tại bây giờ thấy rất là nguy kịch.
thì có thể một số hình ảnh bị che mờ là do cái dây nhợ về vấn đề phản cảm đó, thì mong tất cả mình thông cảm nha. Đây là người nhà. Cho em hỏi chị là sao với... Tôi là gì của Hữu Nghị. Gì hả? Vậy là chị đi trên chiếc xe về chung với tụi em đúng không? Xe này luôn, với ba người này, người này, ba người. Khi mà với tình hình sức khỏe yếu hiện tại, tụi em di chuyển thì về nhà. Thứ nhất là tụi em có chia sẻ lên diễn đàn cộng đồng mạng. Thứ hai là người nhà có thể chịu trách nhiệm về chiếc xe ha. Tại tụi em hỗ trợ là hỗ trợ hoàn toàn miễn phí á. Không có gì hết dạ. Không có cho cháu về tới nhà được, sao cũng được. Dạ. Nhà thôi. Thì đó thì tụi em sẽ tranh thủ và cố gắng an toàn nhanh nhất có thể. Dạ, biết vậy, cảm ơn nhiều. Dạ. Thì đó thì tất cả cô chú cũng đã thấy thì cái hoàn cảnh thì nó như thế nào ra sao thì tụi con cũng chưa được rõ. Thì hiện tại thì người gì cũng đồng hành với tụi con sẽ đưa về. Về ở đâu vậy chị ạ? Cho em hỏi. Huyện An Phú, tỉnh An Giang. An Phú. Cánh An. Cánh An, An Phú, An Giang. Dạ. Được rồi. Đặt thiếu quản hả Mộc? Đó thì cả nhà cũng thấy trên xe thì em Thảo đang gắn oxy. Rồi chị có thể chia sẻ sơ về câu chuyện là em nó bị làm sao không chị ạ? Nó bị não, dập não thái dương, rồi não bị chết não. À, là do bị tai nạn. Chấn thương não rồi. Do tai nạn giao thông hả chị? Tai nạn giao thông. Dạ. Dạ rồi thì để không mất cái thời gian thì tụi em sẽ tranh thủ cái thời gian về. Rồi. Đem đồ lên trên năm, đem đồ lên đâu á, hỏi đồ để đâu. Rồi thì cả nhà có thể tìm hiểu cái câu chuyện sau. Thì lộ trình từ bệnh viện 512 giường về huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thì hận xin mời tất cả cô chú cùng theo dõi cái câu chuyện nha cả nhà. Có sổ hôn nghề bên công có hỗ trợ. Dạ. Thì thưa chú là tại tụi con hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Sổ hôn nghèo, cận nghèo ít nhất là giấy xác nhận hoàn cảnh của địa phương á. Dạ. Cho con hỏi. Đi đường xong rồi về tới dưới nhà ông gửi lại cho. Cho con hỏi người nhà mình có ai xe xe không nè? Có uống thuốc rồi. Có uống thuốc rồi đúng không? Dạ. Rồi có nước suối đó, có gì lấy uống nha. Dạ. Rồi, con đi đây. Rồi chào bà con nha. Cảm ơn nha. Ok. Dạ. Dạ rồi thì hiện tại tụi con cũng đã đón được bệnh nhân. Dạ thì bây giờ Hận với Thảo là sẽ xuất phát về An Phú, An Giang. Lộ trình còn khá là xa. Thì con xin mời tất cả cô chú cùng đồng hành với hai anh em tụi con cũng như cái hoàn cảnh của em Nghị như thế nào và ra sao thì con sẽ xin phép chia sẻ với cả nhà trong giây lát. Bữa nay là ngày đúng tròn 100 ngày em nằm bệnh viện luôn á. 3 tháng 10 ngày. Đúng. Tròn 100 ngày luôn. Dạ. Bây giờ hết khả năng rồi. Giờ hết khả năng điều trị rồi, xin về thôi. Rồi, bây giờ hiện tại thì tụi con đang lăn bánh ra khỏi bệnh viện và xuất phát về An Phú, An Giang. Nhiên liệu cũng như là đổ dầu để còn cái lộ trình từ ở đây về tới An Giang.
dầu này hai mấy hả? 25.180 đồng. Dầu khá là cao, 25.180 đồng một lít. Ừ, xăng. Đó thì con sẽ tiếp thêm nhiên liệu. Thì phía sau nhà cũng đang nằm phía sau này. Rồi sẵn đây người nhà mình có đi vệ sinh về đi luôn á. Dạ. Dạ, rồi không đi thôi, để con. Với lại để con đường còn xa sợ về tối á thì con sẽ tranh thủ. Tranh thủ con hỏi thăm cũng như chia sẻ với câu chuyện với quý vị khán giả để cho quý vị khán giả được biết câu chuyện như thế nào. Chứ lại về dưới tối quá thì tụi con sẽ không thấy đường. Đó. Cũng như là cái đường khó vô hay sao đó. Hiện tại giờ xe tụi con đang đổ dầu. Thôi thưa quý vị khán giả, thì tụi con đã tiếp nhiên liệu xong và tạm đậu cái xe ở đây để chia sẻ với tất cả cô chú về cái câu chuyện cũng như là cái hoàn cảnh của em Nghị như thế nào. Thì con mời cả nhà nha. Con chào hai cô. Con là Thần, là tài xế của đội xe cứu thương bên hội thiện nguyện BDS của chú Tấm Sang á. Thì con xin phép là con chia sẻ cái câu chuyện cũng như cái hoàn cảnh của mình. Cô có thể chia sẻ tên của cô là tên gì không ạ? Tôi tên Tống Thị Mộng Kiều. Dạ. Tên Tống Thị Mộng Kiều. Tống Thị Mộng Kiều. Cô Tống Thị Mộng Nhi. Là dạ. Hai gì của Hữu Nghị, hai gì? Là hai người gì? Cha mẹ nó mất hết rồi. Sao cô? Cha mẹ nó mất hết, không còn ai hết, hai dạ. Người gì nuôi. Dạ cô có thể lột khẩu trang ra nói chuyện lớn tiếng xíu cũng được nữa. Cha với mẹ nó mất hết rồi, còn đây là hai người gì nuôi. Dạ. Giờ nó bị tai nạn gì đó, người bây giờ là bệnh viện trả về. Thì giờ đem nó về nhà. Bị lâu chưa con? 3 tháng 10 ngày. Đúng rồi, 100 ngày đúng rồi. Vậy bệnh viện nói là cho được cho về nhà đi, nằm ở nhà đi chứ không có khả năng sống được. Dạ. Yeah. Cho về, kia cho về. Thì trước kia là em Nghị làm nghề gì cô? Đi làm công ty. Làm công ty hả? Do tai nạn giao thông. Do tai nạn giao thông mà té, chấn thương sọ não. Dạ. Yeah. Bây giờ phù não, bể não luôn, cái gì thì bác sĩ nói là không có thể mà sống được, không có cơ hội sống. Bây giờ chỉ nằm về nhà chờ chờ chứ không có sống nổi, không sống được. Thôi giờ cũng xin cho về nữa là cho về. Ôi về dưới là ở đâu? Ở nhà tôi luôn. Dạ. Người đó giờ nó nuôi nó nhỏ lớn đó. Nuôi nhỏ lớn. Cha mẹ nó mất rồi lúc nó có 9 tuổi à. Bây giờ cha mẹ của Nghị mất rồi lúc Nghị 9 tuổi. Nuôi tới bây giờ lớn rồi, đi làm đi bằng có được mấy năm à. Nó được 4 năm. Dạ, gì cũng như là mẹ luôn. Gì như là mẹ nuôi luôn đó. Dạ. Ở lúc ông ngoại bà ngoại là cha với mẹ tôi còn, nó thấy nó nhỏ tội nghiệp đem về nuôi luôn. Từ ông bà mất bây giờ mới nó tôi nuôi tiếp, nuôi theo luôn. Từ giờ nó lớn nó đi làm ở không ngờ bị tai nạn vậy đó. Chứ Nghị hiện nay là bao nhiêu tuổi hả con? 23 tuổi. Thì tuổi còn khá là trẻ. Dạ nói vậy. Nghiệp lắm, hiền lắm. Dạ. Mặn cũng giỏi nữa, lo cũng cho mặn. Hiện tại là cô ở dưới quê hả? Tôi ở trên này, ở trên Bình Dương. Là cũng đi làm ở trên Bình Dương luôn. Tôi bán, còn mẹ dưới quê lên nuôi. Người gì ở dưới quê lên nuôi tiếp. Dạ. Thế giờ có ba người, không ai dưới quê, không ai lên. Tại xa nó không ai lên đâu. Có tôi với như này, với anh kia hôm nay là ba người. Như này nuôi không ba tháng này. Giống như là bây giờ hết khả năng điều trị rồi mình xin về. Tại vì bác sĩ không cho về nữa, nay tại vì nói nó không có khả năng, chứ tôi cũng gắng lo nó mà bác sĩ nói hết là không còn chữa trị được nữa thôi đem về. Mà lại có hổm là dính líu với giao thông đó, là bởi vì ta nó không cho về, có cuộc rồi giờ giao thông nói là cho về được, là xin giấy cho về nó mới về được đó. Chúng tôi nói có hổm là tình trạng của Nghị thì nguy kịch lâu rồi, cho về mà không có về được mà ở tới bây giờ luôn. Mà tôi cũng gắng lo hoài, miễn bác sĩ lo được, ở được, ở hoài nữa. Kêu đóng tiền tôi cũng nhận đóng như hoài. Tốn hết bao nhiêu tiền không? Có thể là chắc cỡ 90. Là tiền bệnh viện hết 60, cũng thôi thuốc ngoài cái đồ nữa cỡ 30 nữa. Em là
là đi là bị té hay là va chạm với ai không? Ờ, đi làm cũng có về, rồi bạn cũ nhậu cũng có nhậu, nó giữ bị giao thông đó là cũng có rồi đồng độ cồn, rồi va chạm với cái bà già đó đó, chạy xe gắn máy, xe đạp điện, mà bà kia không có sao mà nói thì nặng như vậy đó. Dạ. Bây giờ hoàn cảnh không có ai, chứ cha mẹ đâu còn, thì gia đình tôi mới nuôi, rồi hai chị đi nuôi chứ cha mẹ tôi cũng mất hết rồi, đâu còn ai đâu, ông nội bà nội nó cũng mất hết, ông ngoại bà ngoại nó cũng mất hết. Nói chung là ông bà mất, cha mẹ mất hết rồi. Mất hết luôn, không còn ai ở với dư lỡ với gì. Bây giờ hai gì thì nuôi này chứ đâu có ai đâu. Dạ. Rồi giờ về dưới là gì cũng nuôi tiếp rồi. Tiếp để nhà nuôi tiếp nữa. Có khi nãy mà con thấy ở trong phóng viên á, trong bệnh viện có phóng viên là sao? Đâu phóng viên đó là bên mà không phải phóng viên à. Ở bên công ty của nó là suốt rồi cũng như người ta cho nó mớ tiền với là nghe công ty nói vậy đó, rồi nó cho xuống cho tiền, người ta mới chụp hình, rồi chụp cái ao có hình đó đó, chụp đúng hình đang lấy đem lấy thông tin đây bị chảnh, nó báo lên phía trên chứ không phải phóng viên à. Dạ, người bữa nãy là bạn nó trong công ty đó, đó là bên công ty, bên công ty. Dạ. Ờ, đang chụp hình thì tôi nữa rồi đem bị chảnh, nó báo chảnh đó chứng thành với bên hội hội thiện nguyện cái hội hội gì bữa nãy hội từ hội gì bữa nãy trái tim chân ái bên cái tim chân ái là cũng như trong công ty đó, mà ai có bị bệnh tai biến là bị não đó. Bị mà chấn thương sọ não mà bị tai nạn đó là ta hỗ trợ được 30 triệu. Yeah. Bữa nãy em xuống nãy đó, là chụp hình là gửi tiền lời gửi về đó, gửi chụp hình cho tôi đang đem chạy, nó báo lên công ty đó. Yeah. Các bạn hồi nãy là bên công ty. Ờ, bên công ty qua nét. Dạ. Nói chung hồi nãy không thấy, không biết thấy ống kính này kia có thể đó đó là công ty đi ra nó nghe nói gì thì chạy xuống liền, nó thăm xuống thành lần cuối, thăm lần cuối đi về đưa về đó. Dạ. Là nó được hỗ trợ bên trái tim nhân ái. Là bên công ty, bên công đoàn người ta là sẽ được hỗ trợ đó. Dạ. Ta nói lên đó. Mình về dưới rồi, cái đường xe mình vô tới nhà không? Tới nhà luôn, ngay giữa luôn, dễ đến nhà ngay đường đó. Dạ. Vì ở dưới là gì lên hồi nào? Lên đã 3 tháng rồi, ngày tháng này luôn, hồi xuống rồi nào, hồi xuống cái này luôn, nó từ lúc bệnh viện một tay tháng 6. Một tay tháng 6 tay tới bây giờ. Hai gì rồi xuyên suốt trực trong bệnh viện luôn. Với ông anh đó. Ông anh nó mượn lên, có đàn ông còn kia. Còn hai tuổi đâu có chồng con rồi đâu. Tôi chỉ đó có ông anh đang coi tới lui đang đẩy đi xuống đi, khi mà ông cũng kẹp ông cũng lên luôn, tại vì cháu mà nói vậy rồi mồ côi mà phải lo hết, bà bỏ công an chuyện bàn hết trơn luôn, không có làm theo đó lại đó đâu, người ta đó thì cái cháu nói vậy thì sao bỏ được, vậy ai cũng công nghiệp hết trơn, thương đó mà thương mấy gì nữa, nói tới mấy gì quá lo tặng tình vậy là hết mất rồi nó vậy. Rồi vậy có con mấy đứa? Có một đứa con rồi à. Mà ly dị chồng rồi, có một đứa con đang học lớp 12. Giờ đang đi học lớp 12. Giờ đang học lớp 12. Lớp 12 tuổi trường giờ bỏ chứ. Con đi học mình nó lo sách vở, là nhà mở nó nhà lo cho nó. Quần áo rồi kia sách vở rồi nó tự làm nó mua luôn. Còn tôi có ở dưới này tôi đâu có buôn bán, tôi nghỉ bán luôn. Rồi đi bán đồ với Bình Dương có chỗ Trường An á, Trường An Bình Dương. Bây giờ nghỉ nghỉ hoài có lúc sau này còn người mới nghỉ lâu nè, chứ lúc mệt cũng đi về về, rồi lúc mặn rồi thôi ở dưới này luôn, hôm đó giờ là nghỉ bán không có bán gì. Dạ. Cảm ơn lời chia sẻ của hai rồi. Vậy. Dạ. Có sao thì nói vậy chứ, dạ. Có sao đâu, hỏi có gì đâu, có đưa cháu mình chứ đâu có gì đâu mà sợ đâu, dạ. Nói có sao thì nói vậy à. Dạ. Sức khỏe của người giờ thấy khá là yếu. Yếu lắm, bởi vì là mới nói vậy nó đâu có được cái gì đâu. Không có cơ hội sống. Không có khả năng gì hết, mà nó nằm ở đây thì tốn tiền. Đặc ống là đâu có ăn uống gì được, chỉ đổ thôi hả? Chỉ đổ thôi. Chỉ đổ ăn uống gì được đâu, chỉ đổ vô thôi. Tức bị bây giờ cũng chạy cái gì. Đổ ăn không ăn. Bởi vì tao mới cho về, nó cho về bánh gài được đó. Mà tại vì nó kẹt là dính liếu là công an nó không ký đó, rồi đâu cho về. Chứ giờ công an nó ký rồi, nó cho về đó. Thôi cố lên ha, hai vậy ha. Rồi, dạ, cảm ơn.
thôi mình tranh thủ mình đi để được có xa cho giờ tối. Dạ rồi vậy tiếp tục lên đường. Dạ nói thì cả nhà cũng đã nghe rồi. Nói chung thì cái cuộc sống mưu sinh mỗi người một cái hoàn cảnh nó khác nhau, thì kiểu như là do tai nạn giao thông cái điều đó không ai mong muốn, nhưng mà cái điều Hận cũng vừa chia sẻ ở đây cũng nghe được thoáng là có nồng độ cồn cũng như là về rượu bia, bên cơ quan người ta đã kết luận như thế, thì rất mong là mọi người á thì khi mà đã dùng rượu bia rồi thì đừng nên có tham gia giao thông. Khi mà chúng ta đã tham gia giao thông khi có nồng độ cồn á rất là nguy hiểm, mình không có làm chủ được cái tốc độ cũng như là cái an toàn cho mình và cho người khác. Bởi vì sơ sẩy một chút thôi, ân hận cả đời không kịp. Thì thôi thì cũng chia buồn với gia đình, cũng cầu cho gia đình có kỳ tích xuất hiện với gia đình. Mong em được khỏe, có ai đó hữu duyên hay là có những cái gì mà chia sẻ với em á, tại vì em là cũng là một cái người mồ côi cha mẹ từ lúc 9 tuổi và được dì cô mang nuôi nấng tới 20 mấy tuổi, hiện tại là 23 tuổi mà xảy ra cớ sự như ngày hôm nay thì thật sự cũng khá là đau lòng. Điều này không ai mong muốn hết cả nhà ơi. Thì thôi để tiếp tục cái câu chuyện này, cái hoàn cảnh này, thì hai anh em con sẽ di chuyển từ lộ trình từ cao tốc về tới An Giang, một đoạn đường cũng còn khá là xa. Thì con mời cả nhà theo dõi với anh em tụi con nha. Này vậy bác chưa? Hả? Bánh bao. Bánh bao à? Đây về An Giang còn đâu bao xa nữa đâu mà đói rồi ăn bánh bao. Ăn dặm. Ăn dặm. Ăn dặm là xuống xe đi ăn dặm cho. Dặm đi. Đó. Nói không có cần. Đó, giờ tranh thủ đi thì hai anh em cũng lót dạ bằng hai cái bánh bao nè. Đủ về giữ sớm nhất để công ngừng dọc đường nữa. Sớm giờ không có chào quý vị khán giả, giờ vừa ăn vừa chào quý vị khán giả cái đi, xin phép đi. Hello, chào quý vị khán giả nha, từ đầu giờ chưa chào quý vị khán giả. Chạy xe với lại vô đẩy bệnh nhân ra cái lên xe đi tới giờ luôn. Chưa kịp chào, giờ chào quý vị khán giả nha. Chúc quý vị khán giả buổi chiều ăn lành, giờ chiều rồi, 5 giờ chiều rồi. Ăn ở cái bao ngọt ở tại miền Trung rồi. Cái ăn cơm mà hơi lâu quá. À, mua bánh bao ăn đỡ đi, về tới dưới thì tính. Xong đi rồi ăn cơm sau. Đúng rồi. Bao lọt dạ đỡ thì đi. Ừ. Cái nhà thì hai anh em con. Đó. Bây giờ cũng lọt dạ bằng cái bánh bao thì thôi. Tranh thủ cái thời gian để nó còn tối nữa về với gia đình. Nói chung là trên chuyến xe này không ai muốn nằm lâu hết trơn á, tụi con tranh thủ càng nhanh càng sớm càng tốt. Vậy đó. Nói chung là tụi con cũng làm gì khả năng tụi con có thể, nếu như có gì không phải thì cho thằng bác giới nó xin lỗi. Ủa xin cái bánh bao hả? Cái gì không phải thì ăn lẹ vậy. Mong quý vị khán giả anh em tình tha thứ và bỏ qua cho anh em tụi con nghe. Cô không phải anh dân chuyên nghiệp gì, cũng là tài xế thôi, lời ăn tiếng nói cũng không được hay cho lắm, chỉ có ăn là giỏi thôi. Đó, thấy là biết là trời ơi. Bánh bao và nó ăn trong giây lát rồi cả nhà. Dạ, thì thôi thì con xin phép mời cả nhà theo dõi lộ trình cùng hai anh em tụi con nha. Thank you.
bây giờ con cũng tới chợ An Phú của tỉnh An Giang. Đó, phía sau là cũng người nhà cũng rồi. Bình tĩnh, khoan khoan, để tôi em làm cho. Rút hết xuống rồi mở cái mắt lại. Không được, cứ vô nhà vô. Thế khăn đậy lại luôn. Có khăn đậy lại giúp giùm em đi. Thì em cũng mới vừa tắt đây thôi, qua tới địa phận An Giang đây là. Dạ, qua Cồn Tiên đây, lúc nãy em nhìn thấy là lúc nãy là thấy nấc lên là. Dạ. Đó. Dạ. Không cha, không mẹ, không anh, không em dựng đi cô cậu gì chú bác bà con không? Dạ. Thì nói chung thì quá trời cậu nghe đó. Giỏi lắm, lo mặn lắm đô con đó hiền. Nghe ai cũng đau lòng hết á. Người con rồi, tụi con rồi cố gắng hết sức có thể để đưa về. Dạ. Khoan khoan chưa đâu, để nghỉ ngơi đi. Dạ 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 thôi khoan, để từ từ đi, cứ gia đình cứ lo cho việc nhà cho nó ổn định đâu cho đó đi. Ăn cơm nước thẳng đến nhau, uống nước không được nghỉ. Dạ. Khỏe quá hả, tạo đường xa cũng mệt mỏi thằng mấy, đây dịp quá tấu hành nè. Điện cho 2-3 giờ tôi nói rồi, quân cơm rồi 10 giờ, 1 giờ mới có tới. Dạ. Ai nhẹ thì quá sớm rồi. Ơi mừng. Con đi thấy sức khỏe cũng yếu rồi. Bởi vậy, nằm là 3 tháng mấy rồi mãi chú tính đi. Ngày tiệm đọc mấy đứa này nuôi sân trường 3 tháng mấy. Dạ. Bác là sao với lại tôi cậu cậu ừ. Ừ. Cha mẹ chết trơn rồi, cha nó bỏ xác Phú Quốc, mẹ nó mất rồi, đi theo nó một xíu nè, đi theo cha nó Phú Quốc, cha chết bỏ xác mày, nó ở với người ta mày, thì cậu nó ông này nó đi ngoài Phú Quốc rước về. Dạ. Rước về nó cũng cộng rồi, người nuôi nó ở ngày gần giá keo xe nè, ông na rồi nè. Dạ. Em đó mới đi Bình Dương mận đó mấy năm nay thấy cũng ổn định. Dạ. Nó lính ruột này nè, này nuôi đắng đó, tập sự cho dán keo xe không đa được đó. Dạ. Cũng rành rẽ rồi, nó làm ngon lành đó, Bình Dương nó quấn thứ bảy chủ nhật nó làm cho ta, nó làm xe kiếm tiền riêng nữa. Dạ. Nó rành vấn đề gì đó xe nó. Dạ. 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 Thì tụi con cũng đã cố gắng hết sức rồi. Dạ. Thôi cả người nhà kêu tên tuổi em nó xuống giùm con nha. Ông bàn kia ấy nặng đi. Tính nhà kia đi xuống. Tỉnh nó có nói xuống không? Ừ. Được rồi, thẳng đồ nó kiếm nhau đứa nào ở đây thay đồ, còn tao mày đi kia nhá hả?
Chứng nhờ thầy đi, rửa tay tao mày đi đâu kia nhắc hàng. Nhắc hàng để em hàng luôn. Dạ. Rồi cái em kia cho tôi dẫn nhắc hàng gì để em hàng luôn. Đó niệm mặt đi cái 10 giờ cái cho để em hàng luôn. Dạ. Tại đây luôn ngày mai cái 1 giờ mới chung. Hả? Phụ phụ dở con cao lên cái. Dở con cao lên cái. Thì bây giờ con nói như vậy thì hai con thì cũng đã nói với cô là từ đầu rồi thì sức khỏe của em nó yếu rồi, cái điều mà xảy ra như vậy đó thì tụi con cũng không muốn rồi, thành thật khi mà xin lỗi là với gia đình là không đưa về tới nhà một cách an toàn. Chưa tới nhà thì em cũng đã mất rồi, cũng khoảng còn mấy cây số nữa thôi. Thì do sức khỏe và đề kháng của em nó không có được tốt quá. Thì đó thì thôi thay mặt cho chú Tám với lại tất cả mạnh thường quân cũng như quý vị khán giả đang xem trên kênh YouTube của Hội Thiện Nguyện BDS á, gửi lời chia buồn tới gia đình. Thì cầu cho em sớm được cầu siêu cho em được ra đi thanh thản, về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó. Thì đây là cũng như là quý vị khán giả cũng đang thấy là tới với Hội Thiện Nguyện BDS thì cũng chia sẻ với quý vị là khi mà hữu duyên tới hội thì tụi con xin một là giấy sổ hộ nghèo, hai là cận nghèo, còn ba nữa ít nhất là cái giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn thì có cái mộc ở địa phương xác nhận đó, thì con chỉ nhận vậy thôi chứ còn về khoảng chi phí thì hoàn toàn miễn phí. Tôi cũng thay mặt như gia đình với cháu cũng là cảm ơn đó, ha, trong các đội hết tất cả đưa cháu tôi được về tới nơi an toàn. Do dù cháu tôi không được về tới nhà nhưng tôi cũng cảm ơn rất là nhiều, tại vì cháu tôi nó đã quá yếu rồi, bởi vì quý vị mới về xin về để được về nhà. Giờ đưa cháu được về tới nhà là cũng rất là mừng, cũng cảm ơn tất cả hết ha, bên đội và các mạnh thường quân đồ hết ha. Dạ. Dạ, có gì nữa không, cần cái gì nữa không thì dạ thì cũng như là giấy tờ thủ tục thì giấy tờ đủ rồi, xong hết rồi. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ ở lại dùng bữa cơm đi hả, đi về nha, rồi thì gia đình cứ thông cảm, cứ lo việc cho gia đình đi, không có sao hết. Tụi em là em còn nhiều ca nữa chứ không phải là một ca tụi em đi chạy tối ngày sáng đêm vậy đó. Rất là mong ơn lắm luôn, cái đoạn đường quá dài luôn á. Bởi vì cảm ơn rất là nhiều nha. Dạ, không có gì ơn này cũng ơn là nặng lắm rồi đó, với được vậy là mừng lắm rồi đó. Không sao. Được cháu đưa về tới đây là an toàn là quá chân mừng rồi. Vậy là cảm ơn tất cả hết á. Dạ. Rồi thì thôi giờ hai anh em con cũng xin phép. Rồi xin phép dài đi, bây dạ. Giờ lấy với tôi là tiền đã uống nước rồi đi dọc đường đâu ăn cơm đi. Dạ không, cái này thôi con xin phép rồi con từ chối nhận. Không từ chối, dạ, không, hai viên à. Dạ không, từ chối nhận nha. Thì con giúp cho gia đình là giúp cô. Dạ thôi không của. Dạ được rồi, con hiểu mà. Thật sự là nếu mà đi cực quá à, thấy dạ, không có gì, cái này chung là cái nhiệm vụ của tụi con. Đưa cháu lên đường vậy là mừng lắm rồi. Dạ. Bây giờ như thế này, nếu mà cô gửi tiền cho tụi con mà để ăn uống dọc đường, nước nôi dọc đường thì thôi, thì con này con từ chối nhận, cô xin gửi lại cho gia đình để lo hậu sự cho em nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn, cảm ơn nha. Dạ, không có gì đâu cô. Cảm ơn nhiều ha. Dạ. Cái này giờ mình gửi tiền dầu. Dạ không, em không nhận. Không, không, bữa này có gì nó không có. Dạ, em nói không nhận rồi. Vậy là cảm ơn hết nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi mình tạm biệt chia tay. Dạ, dạ rồi. Dạ. Dạ. Tự lỗi bình an hết nha. Dạ rồi, đó, gia đình. Có mua nước rồi, cảm chưa? Mua nước để lên xe. Cảm ơn. Dạ rồi, con chào bà con hết. Rồi, con xin phép con sẽ về lại Sài Gòn. Cảm ơn. Dạ rồi, em chào tất cả. Dạ ok anh, cứ lo cho nghỉ đi, không sao hết nha. Yeah. Ok em chào anh. Dạ dạ dạ. Rồi thì, thưa cô chú thì hiện tại thì con cũng đã hỗ trợ cho mẹ về tới nhà một cách nói chung cũng cái điều này không ai mong muốn á. Sinh lão bệnh tử thì nhưng mà do cái tai nạn giao thông thì nghỉ không còn khả năng cũng như là cái sức đề kháng để về tới nhà đó, thì qua hình ảnh thì cô chú cũng đã thấy không còn gì mà để nói hết đó. Cảm xúc của tất cả thì thôi
qua đây con bắt giới có cảm nghĩ gì không em? Thì thực ra đi dọc đường á rất là lo là thiếu oxy, thứ hai là cái tình trạng kẹt xe mở đèn lên sao vậy? Như lúc trưa ở nhà cũng, lúc mà tụi con đón bệnh xong ở nhà cũng thấy được rồi, khúc đường đó tụi con đi cũng khá là bị kẹt xe đó. Thì con cũng ráng tranh thủ để chạy nhanh nhất có thể mà vừa an toàn, để đưa tâm nguyện của con là đưa em Nghị về đến nhà còn hơi thở để con gặp gia đình người thân. Thì gia đình em Nghị thì ba mẹ cũng không còn, anh chị em cũng không có, chỉ còn là cô dì chú bác thôi đó. Thì giờ chỉ cô dì chú bác đứng ra lo cho em, thì con mong muốn là em về tới nhà an toàn còn hơi thở về đến nhà, nhưng mà không may trên đường về cũng gần tới nhà rồi, đâu đó còn khoảng chừng 5 cây số thôi, thì em đã trút hơi thở cuối cùng trên chiếc xe của hội thượng nguyện BDS. Thì thật sự ra cũng kể cả con với gia đình cũng không mong muốn cái điều đó xảy ra, nhưng mà phần số của em cũng đã tới giờ khắc này rồi thì em cũng phải ra đi. Thì cũng cầu cho em sớm được siêu thoát. Thứ hai, về hoàn cảnh của em Nghĩ thật sự ra thì theo con thấy thôi nha, thì em từ ở quê em lên đất Bình Dương em sinh sống và lập nghiệp làm trên đó, thì không biết bị lý do gì đó mà bị tai nạn giao thông. Thì cái đó thì anh Thành cũng có tìm hiểu sơ rồi đó, còn cũng nãy con chạy xe con cũng không có hỏi tới đó. Thì khi bị tai nạn giao thông thì cả nhà thì không có người thân ở trên Bình Dương luôn, chỉ có người bạn bè ở trên đó để lo, rồi người nhà ở đây cô về chú bác mới đi lên. Thật sự ra cái cho cũng biết nói sao, khi mà bệnh hoạn hay là bị tai nạn hay bất cứ thứ gì mà nằm trong bệnh viện mà không có người thân, cảm giác nó khó tả lắm cả nhà, thật sự vậy. Thì ngày hôm nay cũng là tròn 100 ngày em nằm trong bệnh viện luôn, cũng rất là đau lòng. Nhưng mà bây giờ hai anh em con cũng đã đưa em đi về đến quê nhà, thì cũng chỉ biết là cầu cho em sớm được siêu thoát thôi, chứ thật sự ra con cũng biết nói gì hơn. Anh Thằng thì tìm hiểu câu chuyện thì anh Thằng sẽ hiểu sâu về cái câu chuyện của em Nghị hơn. Rồi thì Thằng cũng cảm ơn lời chia sẻ của Thảo, cũng cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị khán giả trong cái video này. Thì cũng như là tóm tắt là các câu chuyện như sau, thì do Nghị đi làm thì trong xảy ra tai nạn giao thông, thì bên công an cũng báo do em có nồng độ cồn. Thì Hận một lần nữa xin khuyến cáo tới tất cả mọi người, không riêng về Nghị, thì khi mà chúng ta sử dụng nồng độ cồn chúng ta không làm chủ được tốc độ, rồi không đảm bảo được an toàn cho mình và cho người khác, rất là nguy hiểm. Khi mà xảy ra chỉ trong tích tắc thôi thì có thể ân hận cả đời không kịp, cũng như chúng ta đã thấy. Hôm nay mình không có trách hờn gì ai, hay là cái kiểu như là đang muốn là cảnh báo, mình muốn góp ý chút xíu về cái vấn đề như thế này thôi. Thì quay lại với câu chuyện em Nghị, thì Hận với lại Thảo thì cũng xin gửi lời xin lỗi tới gia đình vì chưa đưa em về được tới nhà, là em cũng đã tắt trên xe. Thì mong tất cả những gì mà hai anh em không phải thì mong đồng lòng quan hệ bỏ qua, và xin chúc tất cả thật nhiều sức khỏe. Tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube Hội Thiện Nguyện BDS, nếu thương Hội Thiện Nguyện BDS cũng như anh em Hội Thiện Nguyện BDS đã cùng đồng hành với Hội Thiện Nguyện BDS, thì xin hãy đăng ký kênh và chia sẻ, cũng như bán các mặt hàng sản phẩm bên công ty Tám Sang. Thì nói chung kinh doanh lợi nhuận thì để hỗ trợ trên chuyến xe như thế này, thì rất mong sự đồng hành của tất cả cô chú anh chị và các bạn, là niềm vinh hạnh lớn cho những cái hoàn cảnh khó khăn trên chuyến xe Hội Thiện Nguyện BDS.
Một lần nữa Hận và Thảo xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo và hoàn cảnh tiếp theo. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị.